Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm cường gân cốt, vai gáy, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cường gân cốt, vai gáy cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của cường gân cốt, vai gáy, độc hoạt, thiên niên kiện, uy linh tiên, dễ tần giao, cây phòng kỷ, tang ký sinh, đương quy, tục đoạn, quế chi, mộc thông, thổ phục linh bạch hoa xà dây thiên lôi công dụng chỉ định giúp giảm đau lưng mỏi gối đau mỏi vai gáy đau khớp hoặc đau toàn thân cứng khớp đau khớp nhiều về mùa đông giúp hoạt huyết lưu thông khí huyết chống khí huyết ngương trệ chân tay tê bì đi lại chậm chạp khó khăn đau dây thần kinh tọa thần kinh ngoại biên hỗ trợ điều trị bệnh gút cách dùng liều dùng Ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần một viên, uống trước khi ăn 1 giờ hoặc sau khi ăn 1 đến 2 giờ. Chống chỉ định. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Tác dụng phụ. Sản phẩm hầu như không gây ra các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng nào. Đối với những người dị ứng với các thành phần trong thuốc có thể gặp các phản ứng quá mẫn. Bạn nên thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi thấy các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cường gân cốt, vai gáy, đồng thời biết cách sử dụng cường gân cốt, vai gáy, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham